Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với một bài tập hơi phức tạp chút xíu. Chúng ta sẽ dùng test để tạo thành cái mã gương mặt của chúng ta. Một bài tập rất là độc đáo như con cáo nhưng mà cũng rất là hơi khó. Thì cái thao tác nó hơi nhiều. Thì các bạn lưu ý chúng ta ghi lại cái thao tác để chúng ta thực hiện dễ hơn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ chọn cái hình bạn yêu thích nhất. Và cái nền là nền màu trắng. Bước theo chúng ta sẽ chọn là Select Color Range. Chúng ta chọn là Shadow. Ok. Chúng ta sẽ Ctrl G tạo lớp mới. Chúng ta sẽ đặt tên cho chúng ta dễ nhớ. Chúng ta chọn lại cái background. Chúng ta chọn tiếp là Select Color Range. Lần này chúng ta chọn là Mist Tone. Chúng ta ok. Sau đó chúng ta Ctrl G tạo thành, nó tách ra thành cái lớp mới. Chúng ta sẽ đặt tên là Mist Tone. Cái lớp Mist Tone chúng ta sẽ chọn là Edit Fill 50% Gray. Ok. Lớp Shadow thì các bạn cũng chọn là Edit Fill. Cái lớp nào sẽ đi hiệu ứng đó các bạn lưu ý. Đây sẽ chọn Fill Black. Ok. Bước tiếp theo chúng ta sẽ chọn hai cái lớp và chúng ta sẽ mở cái layer lại. Tạo thành một lớp. Sau đó chúng ta sẽ tạo một cái file mới. Chúng ta sẽ dùng cái bộ test tool. Chúng ta sẽ copy một đoạn văn bản nào đó và paste vào. Paste vào và chúng ta sẽ được cái mẫu như thế này. Sau đó chúng ta sẽ chọn hết cái vùng chọn. Chúng ta sẽ chọn Edit, Define, Brush, Reset. Để chúng ta đưa cái phần test này vào chân brush của chúng ta. Và sau đó chúng ta sẽ đặt tên. Rồi, ok. Rồi. Sau đó chúng ta quay lại lớp hình, chúng ta sẽ tạo hai cái lớp layer mới, layer 1 và layer 2. Layer 1 chúng ta sẽ tạo một cái nền trắng. Layer 2 chúng ta sẽ chọn brush. Chúng ta sẽ chọn cái brush chúng ta vừa chèn brush test á. Chúng ta vừa define brush á, thì chúng ta sẽ chọn. Và chúng ta dán vào. Dán lớp chữ vào, brush chữ vào. Cũng ngay tại cái lớp layer 2 chúng ta sẽ tạo một cái mask. Chúng ta sẽ Ctrl A. Ctrl A cái lớp shadow. Ctrl C. Giữ antenna lít vào cái mặt nạ của cái lớp 2, cái mask của lớp 2, layer 2. Chúng ta Ctrl V bát vào. Sau đó chúng ta sẽ Ctrl Y ngắn. Như là invert á, Ctrl Y ngắn. Để chuyển nó. Sau đó chúng ta sẽ chọn FX Gradient Overlay. Chọn một cái màu ha, chọn một cái mẫu gradient mà chúng ta thích.
Khi chúng ta lít vào cái layer 2, chúng ta sẽ thấy được cái vùng chữ chúng ta nó sẽ theo cái gương mặt của chúng ta. Và chúng ta chọn FX Gradient Overlay. Chúng ta sẽ chọn một cái màu bất kỳ. Cái bước này mới là đúng nè, đúng bước này nhưng mà chính xác. Tùy các bạn chọn màu ha. Chúng ta sẽ chọn Blending Mode là Screen. Ok. Sau đó chúng ta sẽ chọn phần chữ, cái lớp có chữ, phần chữ đó. Để cho cái mặt chúng ta hiện rõ chút xíu, chúng ta sẽ dùng chọn cọ. Lại cọ mềm bình thường, cọ mềm tròn bình thường. Opacity chúng ta sẽ giảm xuống chút xíu. Thu nhỏ cái size cỡ, cái size brush lại. Chúng ta sẽ cho nó một cái mask. Chúng ta sẽ cho cái vùng mà chúng ta cần muốn hiển thị luôn chút xíu, chúng ta sẽ tô lên. Mask lớp chữ các bạn ha. Chúng ta không cần thiết phải chọn bước mask lúc nãy, tại vì do chúng ta đã có mask rồi thì chúng ta sẽ trực tiếp lên cái phần chữ luôn. Thì chúng ta sẽ dùng cái mask màu đen, cái cọ màu đen chúng ta sẽ tô lên. Để cho cái hiện rõ cái nét mặt của chúng ta lên. Đó, chúng ta vừa thao tác những cái bước dùng mask. Chúng ta có thể đảo lại cái màu cọ trắng để chúng ta sẽ ẩn bớt cái lớp mà chúng ta cần thiết đi. Chỉ có hai màu đen với trắng thôi. Vừa rồi thì chúng ta đã ứng dụng đưa cái mã test chèn vào cái gương mặt của chúng ta. Chúng ta có thể ứng dụng vào những bài tập khác. Thì cái thao tác hơi nhiều, chúng ta lưu ý là chúng ta có thể ghi lại để chúng ta sẽ dễ thực hiện hơn. Thì cũng mong các bạn làm được cái bài tập như thế này có thể đẹp hơn. Nhưng mà chúng ta chỉ đi theo những cái sườn thao tác cơ bản như vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã đón xem.